Làm như thế nào để kiếm 6% một ngày chỉ với số vốn 100 đô trên sàn CoinBD? Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Đầu tiên các bạn chưa có tài khoản thì các bạn có thể đăng ký thông qua link giới thiệu của mình ha. Ở trong tháng 3 này khi mà các bạn đăng ký mới tài khoản thì các bạn sẽ nhận được hai cái event. Rồi cách đăng ký thì các bạn sẽ vào ở cái phần mô tả video của mình nè, hoặc là ở cái phần bình luận đều có ha. Phần bình luận thì mình cũng có để ba cái link nè. Còn ở trong mô tả cũng có để ba cái link ha. Cái link đầu tiên là link đăng ký tài khoản thông qua cái link giới thiệu của mình. Cái link thứ hai là cái link của nhóm Telegram hỗ trợ cho các bạn ha. Và cái link thứ ba là cái link của các bạn hỗ trợ này ha. Khi mà các bạn đăng ký qua link của mình á, các bạn sẽ nhắn với các bạn hỗ trợ này nè, thì bạn ấy sẽ cấp cho các bạn 0,5 đô vào tài khoản của bạn để bạn trải nghiệm trò chơi trên sàn CoinBD ha. Và đặc biệt khi mà các bạn lot thì các bạn sẽ được hoàn vốn lên đến là 5 đô ha. Rồi thì đây là cái địa chỉ của cái nhóm Telegram hỗ trợ nè, các bạn có thể vào đây ha. Ở thời điểm hiện tại thì group của nhóm Khéo CoinBD cũng có khoảng hơn 360 thành viên đó các bạn. Ở đây thì có một số cái ca mà admin họ đọc lệnh cho các bạn ha, để các bạn có thể vào đây để các bạn xem. Còn trường hợp nếu như các bạn không có thời gian để vào á, thì mình cũng có chia sẻ với các bạn những cái phương pháp giúp cho các bạn kiếm được 6% mỗi ngày từ sàn CoinBD ha. Rồi thì mình sẽ quay lại với sàn CoinBD. Với số vốn 100 đô á, thì các bạn có thể kiếm tiền thông qua những cái trò chơi sau đây. Các bạn vào cái mục trò chơi nè. Cái trò đầu tiên á, đó là cái trò nhảy dù ha. Đó. Một ngày như vậy á, các bạn có thể win 3 lệnh win là ok ha, nó không có khó. Các bạn có thể chia ra thành 2 cho đến 3 phiên vào cũng được. Một phiên vào các bạn chỉ cần win một lệnh thôi, các bạn out cũng được nữa ha. Rồi với cái trò quét mìn á, thì các bạn cũng có thể kiếm được 6% mỗi ngày này. Các bạn cũng có thể chia ra thành 3 phiên ha, một phiên vào kiếm 1% thôi. Xin lỗi, một phiên vào kiếm 2% thôi, 3 phiên thì cũng 6% ha. Cái trò thứ ba là cái trò xanh đỏ, cũng có thể giúp cho các bạn kiếm được 6% một ngày. Rồi còn cái trò Keno đây á, thì chắc chắn ha, kiếm 1% một ngày, xin lỗi, kiếm 6% một ngày thì nó không khó. Một phiên các bạn vào kiếm 2% là quá easy luôn ha. Rồi thì cái cách chơi nó cũng rất là đơn giản thôi với cái trò quét mìn này á. Ở đây vốn của mình là 1.000 ha, mình sẽ ví dụ là vốn của bạn là 100 đi, thì các bạn đi một lệnh 2%, 2% của 100 là bao nhiêu, là 5 đô đúng không? Rồi thì cái trò chơi quét mìn này nó như sau. Với 5 ô trong 25 ô này á, thì nó sẽ có là 5 ô có mìn. Khi mà bạn quét trúng mìn á, thì các bạn sẽ bị cháy cái lệnh đó. Còn một cái mẹo mà mình chỉ cho bạn á, khi mà các bạn đi một lần như vậy á, các bạn chỉ quét cho mình đúng 2 lần thôi. Đúng 2 lần thôi là các bạn chốt lãi cho mình ha. Bởi vì là 2 lần á, cái tỷ lệ mà nó gây mìn rất là thấp, và cái tỷ lệ mà mình win rất là cao. Vậy thì nếu như mà các bạn quét 2 lần như vậy á, các bạn kiếm được là 50% của cái số vốn đi. Số vốn đi là 2%, vậy thì các bạn kiếm là 1%. Đó. Thì các bạn chỉ cần chốt lãi 2 lần thôi, cho một phiên thôi là ok ha. Thì với cái trò chơi web mình nè, nó có một cái mẹo như vậy thôi. Thì một phiên như vậy nó sẽ cho các bạn là 10 phút. Mình vào cái nút mình đi nè, các bạn để cho này ha, 10 phút. Đó, trong 10 phút này thì mình thoải mái ha. Rồi, thì ở đây nó không có mẹo gì chứ ha, nó ngẫu nhiên. Nhưng mà mình lưu ý cho mình ha, các bạn chỉ cần quét 2 lần thôi thì cái tỷ lệ mà nó xuất hiện cái quả mìn rất là thấp, các bạn thấy không? Mình kiếm được là 53% nè, 53% của 5 đô tức là 2,5 đô, 2,65 đô đúng không? 5 đô 7,6 thì trừ đi 5 thì còn 2,6, mình kiếm được 1% đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi tiếp tục một lần ha. Nè, mình kiếm được 1% đó các bạn. Đó, 2% easy ha. Xong, chốt lãi. Đó, rồi các bạn có thể out ra và phiên sau các bạn vào cũng được ha. Bởi vì cái trò chơi quét mìn á, các bạn mà chơi càng nhiều á thì cái tỷ lệ mà các bạn lót nó sẽ càng cao ha. Mình chơi ít thôi, nhưng mà mình chốt lãi ngay lập tức ha. Ở đây mình kiếm được 5 đô nè, 2% nè. Đó. Rồi một tí các bạn có thể vào lại ha. Đó, trò chơi quét mìn thì nó không có cái công thức gì cả, nó có một cái mẹo thôi, là các bạn chỉ cần win 2 lệnh thôi các bạn out là được ha. Rồi các bạn chỉ cần vào quét 2 lần. À, một lần chốt 1%, hai lần chốt 2%, ao ra một xíu, khoảng chừng nào rảnh các bạn vào các bạn chơi tiếp ha. Rồi với cái trò chơi nhảy dù này á, thì công thức mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, các bạn chỉ cần áp dụng công thức vào thôi. Và trường hợp mà các bạn cảm thấy mà chờ nó lâu á, thì các bạn chỉ cần chốt một phiên thôi ha, chốt một phiên một lệnh 2% thôi, rồi sau đó các bạn chốt lãi một tí nữa, chừng nào rảnh các bạn vào các bạn chơi tiếp.
thì một ngày các bạn chia ra thành 3 phiên ha, mỗi phiên vào chốt 2%, 3 phiên cũng là 6% ha các bạn. 6% một ngày nha, 10 ngày là các bạn kiếm 60% rồi. Đó đúng không? Các bạn chỉ cần 10 ngày 60 đúng không? 15 ngày là 90. Khoảng 18 ngày là các bạn đã ít 2 tài khoản ha. Đó, trò chơi này các bạn chỉ cần đánh ít thôi nhưng mà chắc ăn. Đó, cái thứ hai nữa là các bạn đi nó đều như vậy ha. Thì cứ khoảng 18 ngày thôi các bạn đã ít 2 tài khoản rồi. Sau 18 ngày là các bạn đã chơi trên lãi đó ha. Rồi, thì với cái trò nhảy dù này thì mình chỉ cần chờ cái dấu hiệu nó xuất hiện thôi. Dấu hiệu là hai lần liên tiếp có hai lệnh dưới 2x ha, lần thứ ba mình sẽ đi thôi. Và mục tiêu của mình thì mình sẽ nhảy dù ở cái móc là 2x ha. Ở cái móc 2x, đó, đơn giản như vậy thôi. Ở đây thì nó chưa xuất hiện dấu hiệu nè, thì mình chờ ha. Mình chờ khi có dấu hiệu thì mình đi. Đây thì mình sẽ note lại công thức cho bạn nhớ ha. Với cái trò quét mìn nè, thì mình sẽ quét 2 lần và chốt lại 2% trên 2 lần. Chốt lại 1% trên lần ha. Thì mình đi 2 lần, đi 2 lần. Rồi với cái trò nhảy dù đi, thì mình sẽ chờ xuất hiện hai lần dưới 2x đó. Thì lần tiếp theo chúng ta đi lệnh 2% và chốt và nhảy dù ở móc 2x đơn giản vậy thôi ha. Thì cái việc nhảy dù này bạn chờ nó sẽ hơi lâu một xíu, nhưng mà khi mà nó có dấu hiệu xuất hiện á thì mình đi, tỷ lệ mình thắng nó sẽ rất là cao ha. Rồi, ở đây mình sẽ ví dụ cho bạn nè, trường hợp mà các bạn không đi theo công thức nha, mình ví dụ mình đi 1 đô ha. Các bạn thấy nó xuất hiện là 33366 này kia, thấy ok đúng không? Rồi mình đi 1 đô demo cho bạn ha. Mình sẽ chốt ở cái mức là 2x, cứ 2x thôi, các bạn không cần nhiều đạo, bạn thấy không? Vào là gãy ngay. Ok, mình vẫn tiếp tục đi 1 đô cho bạn nè, mình demo ha. 2 đô thì nó không có vấn đề gì với mình ha. Rồi mình vẫn nhảy ở mức 2x nha, để xem cái lệnh này mình có chốt ở mức 2x không nha. Rồi ok, lệnh này ở 2x thì mình hoàn vốn lại ha, hoàn vốn nãy. Thì mình vẫn tiếp tục mình đi đều đều 1 đô thôi ha, để coi các bạn xem là nếu mà trường hợp mình không tuân thủ cái phương pháp mình đi, xem liệu rằng là mình có lãi không nha. Ok, mình vẫn đi 1 đô nè. Mục tiêu của mình thì mình sẽ chốt ở mức 2x nha, mình không cần phải nhảy cao. Đó, mình thấy không? Vừa vào là đi liền. Đó. Thì sàn nó chỉ đẹp khi mà mình chưa vào ha, mình vào thì nó xấu liền. Đó. Cho nên thì để cho cái việc mà chốt an toàn nhất, các bạn nên đi theo cái phương pháp của mình thì nó ok hơn. Đó, mình thấy không? Khi mà mình vào thì nó xấu liền đúng không? Đó, mình thấy không? Trước đó nè, trước đó bạn thấy không? Ít có lệnh 1x đúng không? Nhưng mà khi mình vào thì nó ra 1x liền. Đó, mình thấy không? Đó, cho nên là cái phương pháp mình tổng hợp thì mình cũng đã lót và cháy rất là nhiều rồi, cho nên mình mới tổng hợp được cái phương pháp này ha. Cho nên thì các bạn nếu như mà chưa có kinh nghiệm với cái trò chơi này nhiều á, các bạn nên áp dụng theo phương pháp mình chơi thì nó sẽ an toàn hơn. Đó, thì nếu mà thực hiện cái phương pháp mình lúc nãy, bạn thấy không, hai lần dưới x2 nè, 1 và 1.5 đúng không, lần thứ ba mình đi là cái lần này mình chốt x2 là mình lãi nè. Đó, thấy không, bạn thấy không, thì nãy giờ mình cũng về vốn với cái trò này thôi, mình lãi ở chỗ quét mìn ha. Đó, cho nên là có công thức thì cứ áp dụng vào ha, mình chốt 2% là mình out rồi ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ chờ nó xuất hiện cái dấu hiệu ha, và sau đó mình sẽ chốt ở cái mức 2x và chốt ở 2% trên tổng số vốn mình đang có là 100 đô. Ở đây tổng vốn mình là 1.000 đô hả các bạn, nhưng mà mình ví dụ như bạn là bạn đang có 100 đô đi, vậy thì để mình xem là mình kiếm được 6% không nha. Lúc nãy là mình kiếm được 2% với cái trò quét mìn này đó. Đây mình đi dò mìn 1 đô này, bạn thấy không? Đó, nếu mà trường hợp lúc nãy mà bạn đi mà không theo nguyên tắc bạn đứt này nè, đúng không, 1 đô đó, nhưng mà mình vẫn đi 1 đô ha, đi lệnh nào mình cũng đi 1 đô hết, đi khi nào nó xuất hiện hai cái lệnh 1 đô liên tiếp thì mình sẽ đi cái lệnh 5 đô ha. Mình test cái phương pháp cho các bạn. Ok, lệnh này mình kéo về vốn nè, các bạn vào lịch sử các bạn xem ha. Đó,
đó, lần này cái bên này vẫn lãi 1.04 ha. Rồi ok, lần này mình cũng có kéo à, thì mình vẫn đi một đô nha, đi một đô đến khi nào mình chờ nó xuất hiện cái dấu hiệu á thì mình sẽ đi cái lệnh là 2% để mình chốt 2% ha. Ở một đô này mình đi demo test cho các bạn xem ha, xem liệu mà nếu mà đi liên tục á thì mình lãi hay lỗ ha. Thì test một đô thì nó cũng không có thấm thía gì đâu, mình demo cho các bạn trong cái video này ha. Đó bạn thấy không, đứt liền gãy liền đó, hai lần một ít một liên tiếp nè. Vậy thì lần thứ ba mình sẽ đi một cái lệnh là 2% này không, thì lúc nãy mình đã đi 2% đó, mình sẽ chốt ở mức 2x nè. Đó thì với cái trò nhảy dù này mình đã kiếm được 2% đó, các bạn chỉ cần một phiên như vậy các bạn vào, các bạn kiếm 2% cho mình thôi, không cần kiếm nhiều ha. Đó mình chỉ cần kiếm 2% cho một phiên thôi, một ngày các bạn vào 3 phiên cho mình là các bạn đã kiếm được 6% mà ha, 6%. Còn vốn thì nó tùy vào cái vốn của bạn ha, vốn ít thì đi ít, vốn nhiều thì đi nhiều, vốn 100 thì đi 5 đô, còn vốn 10 đô thì đi 0.5 đô. Ở đây thì cái mức đi tối thiểu là 0.1 đô ha, các bạn có thể vào trải nghiệm vốn 10 đô cũng được, vào trải nghiệm như thế nào cảm thấy ok thì các bạn có thể tăng cái vốn lên. Rồi thì mình đã kiếm được là 2% với cái trò nhảy dù này nha. Lúc nãy mình đi 1-1 là mình test cái công thức cho các bạn á, thì các bạn cứ áp dụng công thức mà đi ha, mình cứ chờ hai lần dí thai thì lần thứ ba mình đi. Rồi ở đây thì mình sẽ note thêm một cái ha, trường hợp nếu lệnh 1 lót thì chúng ta đi lệnh 2, lệnh 2 là 4%, nếu lệnh 2 lót thì đi lệnh 3 8%, rồi nếu lệnh 3 lót là đi lệnh 4 là 16%. Đó, đi lệnh 4 16%. Vậy thì nếu như mà các bạn lót 4 lệnh liên tiếp á thì các bạn chốt lỗ cho mình ha, chốt lỗ ở 30% và chúng ta gỡ lại từ từ thôi, một ngày gỡ 6%, gỡ 5 ngày là về 4 ha. Nhưng mà các bạn đi theo cái phương pháp của mình nó rất là hiếm cái lần mà các bạn bị lót như vậy ha, bởi vì mình đã né được cái rủi ro cho các bạn nè. Đây các bạn xem cái lịch sử trước đó ha, hai lần x1 thì lần này mình đã lãi nè, các bạn thấy không, hồi nãy mình nhảy ở 2x nhưng mà nó bay lên tới 16x thì kệ nó, mình kiếm 2% thôi, không cần kiếm nhiều. Rồi ở đây cũng vậy nè ha, hai lần dưới 2x nè, lần này nó vừa mém qua 2x là nó gãy ngay, nhưng mà mình chốt ở mức 2x vẫn ok ha, vẫn lãi nè. Đó các bạn thấy không, thì mình dựa trên lịch sử trước đó bạn xem ha. Đó thì đến lệnh thứ ba là mình đã kiếm được à. Còn trường hợp nếu mà lệnh thứ ba nó vẫn rớt ở mức là dưới 2x thì lần thứ tư các bạn gỡ lại ha, gỡ lại thì các bạn double cái lần một lên thì nó kéo được cái lần một và nó kéo lại cái lệnh ban đầu của bạn win nữa ha. Với cái trò nhảy dù này á, kiếm 2% cho một phiên là nó quá là đơn giản luôn. Một ngày các bạn vào 3 phiên giùm mình các bạn kiếm được 6% rồi ha, mình chịu khó chờ đợi thôi. Để xuất hiện cái dấu hiệu hai lần x1 liên tiếp như vậy á thì các bạn chờ khoảng tầm 2-3 phút thôi là nó có rồi, hoặc là nếu mà lâu hơn thì khoảng 5-7 phút thôi là có rồi ha. 5-7 phút mà các bạn kiếm 2% trên tổng số vốn là nó cũng là một điều rất là đáng kể ha. Ví dụ như là vốn 100 đi, 2% là 5 đô, các bạn ngồi 5 phút thôi kiếm 5 đô la ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ quay qua cái trò, mình có hai trò ha, nhảy dù quét mìn. Trò xanh đỏ này thì nó cũng có thể kiếm cho bạn được 2% mỗi phiên. Một ngày vào 3 phiên cũng kiếm được là 6% ha. Trò xanh đỏ này thì nó cũng easy, nó cũng rất là dễ, nhưng mà nó sẽ khó dành cho những bạn đi liên tục. À, đi liên tục thì nó sẽ có dễ bị lót ha. À, các bạn chờ đợi kiếm 2% out, 2% out, không cần kiếm nhiều nha. Rồi, thì trò xanh đỏ này thì đơn giản thôi, mình sẽ chờ hai lệnh cùng màu. À, lệnh thứ ba mình sẽ đi ngược màu và mình đi liên tục trong 4 lệnh liên tiếp. Nếu mà nó lót 4 lệnh thì mình sẽ chốt lỗ ở mức 30% này, trang như là cái lệnh đi nhảy dù vậy đó. Nhưng mà với cái trò xanh đỏ này á thì cái lần đi thì bạn vẫn đi y chang như vậy ha, đi 2%, nếu mà lót 2% thì đi 4, nếu mà lót 4 thì đi 8, nếu mà lót 8 thì đi 16. Nếu mà 3 lần lót bạn chốt là lỗ 30% ha, mà mình kéo lại từ từ thôi. Còn cái trò xanh đỏ này thì mình chờ
xuất hiện hai lệnh cùng màu. Đó, lệnh thứ ba đi ngược màu ở 2%. À, như vậy thôi ha. Với cái trò xanh đỏ này mình không có cần phải canh thời gian. Nó khác với cái trò nhảy dù mình canh thời gian mình nhảy ha. Ở đây thì khi mà các bạn chọn đúng á, thì các bạn kiếm được là 95% trên tổng số 4 đang có. Còn trường hợp mà các bạn lót á, thì bạn sẽ mất cái lệnh đó ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi một cái lệnh 1 đô để mình test ha. Mình test các bạn, nếu mà trường hợp mình không đi theo cái công thức nha. Mình đi một lệnh xanh nè. Thấy hồi nãy bấm lộn á. Đi một lệnh xanh để xem nó có ra không nha. Mình chọn bừa á. Với cái lệnh xanh đỏ này mà các bạn chọn bừa thì các bạn rất là dễ bị lên đường nha. À ok, mình vẫn may mắn mình kiếm được 1 đô nè. Rồi ở đây nó xuất hiện hai lệnh xanh này đúng không các bạn? Thì mình đi một lệnh đỏ là 5 đô. Lần này nếu mà nó ra đỏ thì mình chốt ở mức 2% luôn nha. Chốt là mình out luôn. Đó, các bạn xem lịch sử trước đó của nó nè. Hai lần liên tiếp là đỏ đúng không? Lần thứ ba mình đi xanh, ở đây mình lỗ 2%. Ở đây mình vẫn tiếp tục đi xanh là lỗ 4%. Ở đây mình ra xanh mình lời nè thì 8%, trừ với 6% mình vẫn lãi 2% ở đây, đúng không? Ở đây thì nó đi hai lần liên tiếp đỏ thì lần thứ ba xanh mình lãi nè. Đó. Hai lần xanh, lần thứ ba đỏ mình lãi nè. Đó, bạn thấy không? Lịch sử trước đó thì nó đã chứng minh mình đã ok đó. Rồi ba lần xanh thì hai lần này mình đi lần đỏ mình lót nè. Lần này nó xuất hiện đỏ là mình lãi nè. Đó, bạn thấy không? Ok, lần này nó xuất hiện xanh đúng không? Xuất hiện xanh thì mình đã lỗ cái lệnh này thì mình sẽ đi double lên. Double lên và mình vẫn tiếp tục đi cái lệnh đỏ ha. Lệnh đỏ mình đi ngược màu với xanh mà. Mình đi lệnh đỏ thì mình mới có lót lần đầu tiên ha. Bạn thấy không? Lót lần đầu tiên thôi, lần đầu tiên là cái lệnh này thôi. Thì mình đi double cái lệnh này để mình kéo lại được cái lệnh lỗ và mình win được cái lệnh lỗ nữa ha. Đó là mình đi double cái lệnh 2% là mình đi 4% á. Rồi thì mình dựa trên lịch sử trước đó nè, hai lần xanh đúng không? Lần thứ ba xanh thì mình lỗ 2% nè. Lần thứ tư nó xuất hiện đỏ thì mình đi 4% nè, 4% có phải là mình trừ đi 2% vẫn lãi 2% không? Đó, nhưng mà với cái trò xanh đỏ thì các bạn vẫn chốt một lệnh và nghỉ nha. Sau đó các bạn qua một cái phiên khác, các bạn làm việc hay gì đó, lâu lâu các bạn vào các bạn check. Rồi các bạn chơi tiếp, chứ đừng có chơi liên tục ha. Đó, chơi liên tục thì mình sẽ rất là khó để mình phán đoán chính xác. Rồi, mình đi là 5, 10, 20 nè các bạn. 20 là lần thứ 3 nha. Lần thứ 3. Lần thứ 3 mình đi. Đó, lần thứ 3 mình đi nha. Với cái trò xanh đỏ này thì một phiên như vậy nó sẽ kết thúc ở 60 giây. Đó. Ở dưới này thì nó có cái vị trí là từ 1 tới 9 thì nó hơi khó đoán một xíu, các bạn thấy không? Mỗi một phiên như vậy nó xuất hiện á, thì nó có ngoài cái lệnh xanh đỏ nó còn có số nữa nè. Nhưng mà khi mà các bạn đoán chúng ở cái lệnh số á, thì cái phần thưởng đem lại nó cao hơn, nó tới ít 9 lần, gần ít 10 ha. Nhưng mà các bạn thấy không, nó không có một cái công thức nào cụ thể để mình đoán, cho nên là rất là khó để mình lựa chọn chính xác ha. Đó, số này thì nó sẽ khó đoán hơn rất là nhiều. Ok, lần thứ 3 mình lót đúng không? Thì lần thứ 4 mình đi nè. 5, 10, 20, 40. Ok, 40 mà mình vẫn tiếp tục đi một cái lệnh đỏ nha. Đó, lần thứ 4 là mình đi lệnh đỏ. Nếu mà trường hợp lệnh này mà nó lót thì mình chốt lỗ là 30% thôi và mình kéo lại bình thường ha. Nhưng mà rất là khó để nó cháy ở lần thứ 4 ha. Bởi vì là mình đã canh hết trơn à. Các bạn cứ yên tâm mà đi theo công thức của mình ha. Thì với cái lệnh xanh đỏ này thì mình chốt ở mức là 2% các bạn. 2% là mình nào. Đó thì mình sẽ quay lại cái vấn đề mà số ha, các bạn thấy không? Nó không có một cái quy luật nào cụ thể cho nên là mình rất là khó đoán ha. Cho nên là tốt nhất thì nếu mà đi thì bạn nên đi ở cái mức 4 cơ bản ha. Ví dụ đi 1 đô, 2 đô gì để mình kiếm thêm thôi. Chứ mình đi mình đặt niềm tin vào cái số này thì nó hơi khó ha. Đó, thì ở lần thứ 4 này nó xuất hiện cái lệnh đỏ này các bạn. Thì mình đã kéo lại được ba cái lệnh lót lúc nãy nè. Đó, mình kiếm lại thêm 2% nữa ha. Đó, bạn thấy không, lịch sử trước đó nè. 38 trừ 20 trừ 10 với lại trừ 5. Lệnh 1 đô lúc nãy là mình là lời nè. 35 đô đúng không? 35 đô, 38 thì lần này mình lãi được 3 đô ha. 3 đô bởi vì mình trừ cái thuế à. Với cái trò xanh đỏ này thì mình sẽ bị trừ thuế 0,5% cho một lần giao dịch ha. Còn với trò nhảy dù lúc nãy thì nó không trừ thuế. Các bạn nhảy tới đâu thì bạn lãi tới đó.
Còn cái trò nhảy dù này thì nó sẽ trò xanh đỏ này thì nó trừ thế ha, các bạn lưu ý. Với trò xanh đỏ này nó trừ thế. Rồi vậy thì với ba trò chơi thì mình cũng đã kiếm được là 6% đó các bạn. Nhưng mà lời khuyên của mình là các bạn nên chọn một trong ba trò chơi này các bạn chơi thôi. Và các bạn chốt thôi chứ đừng có chơi như mình mà chọn ba trò chơi rồi chốt mỗi cái 2% ha. Bởi vì là mỗi một trò chơi nó sẽ có những cái phương pháp khác nhau. Và nếu mà vào các bạn nên chọn một trong ba trò chơi để các bạn áp dụng phương pháp các bạn chơi thôi. Chứ các bạn áp dụng ba cái các bạn vào chơi đôi khi các bạn tư duy nó hơi chậm hoặc là các bạn chưa có gành về sàn á, thì đôi khi cái phán đoán các bạn lại không có chính xác ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ chốt lại nè, để kiếm là 6% trên ngày. Thì một ngày các bạn vào 3 phiên cho mình ha. Rồi một phiên chốt 2%. Đó là ok, 3 phiên là 6% rồi. Thì 2% nó không có khó nha. Thì mình đã chứng minh với bạn đó. Quét mìn thì các bạn chỉ cần đi 2 lệnh ok là chốt 2% rồi, một lệnh là 1%. Rồi cái trò nhảy dù này thì mình canh nó xuất hiện dấu hiệu thôi. Với cái trò nhảy dù này các bạn đợi khoảng tầm 3 phút 5 phút thôi là nó đã ra cái dấu hiệu này. Đây nó có lịch sử trước đó, các bạn xem lịch sử ở đây nè. 1 2 3 4 đúng không? Mình nhảy cái lịch này mình thua nè. Mình đi lần này 4% mình khéo mình thua nè. Nhưng mà lần này mình đi 8% mình khéo mình win hai lệnh lúc nãy nè, đúng không? Đó. Rồi thì xanh đỏ thì lúc nãy mình cũng đã kéo lại cho các bạn ha. Mình lót 3 lệnh thì lệnh thứ tư mình kéo nè. Đó, mà các bạn xem lịch sử trước đó nè, hai lần đỏ thì lần thứ ba nó xanh rồi nè. Đó thì có phải nếu mà mình đi cái lệnh xanh lúc nãy là mình đã kiếm được thêm 2% đúng không? Đó. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn chốt một lần win thôi, các bạn out ha. Đừng có ở trên sàn quá lâu, mình còn công việc của mình nữa. Rồi thì như vậy thôi. Với ba trò chơi này nó giúp cho các bạn kiếm được là 6% một ngày, cực kỳ đơn giản ha, với số vốn 100 đô. Và nếu như các bạn muốn kiếm nhiều hơn á thì các bạn tăng cái vốn lên ha. Đừng có tăng cái tiền lên. Tăng tiền lên á thì nó đi quá cái phần 2% mình đưa ra ha. Bởi vì tại sao mình lại đưa ra cái phương pháp là 2%, 4%, 8% và 16%? Bởi vì các bạn đi số vốn 2% á, các bạn nhìn lại cái số tiền tổng số vốn mình đang có nó nhẹ và đỡ áp lực ha. Đó, ở đây mình ví dụ như các bạn muốn kiếm là các bạn đi một lệnh là 50 đô nhờ vốn các bạn chỉ có 100 đô à. Có phải là lót lần đầu tiên thôi là các bạn đã bị tâm lý đúng không? Đó, khi mà bị tâm lý rồi á thì mình phán đoán nó sẽ cực kỳ sai. Đó. Cho nên các bạn muốn kiếm nhiều á thì bạn nâng vốn lên nhiều nha. Nâng vốn lên nhiều thì sẽ kiếm nhiều. Mình đi là mình đi theo là phần trăm trên tổng số vốn ha. 2% trên tổng số vốn tính tới mình đi thôi. Rồi, và đó là toàn bộ những cái cách mà mình giúp cho các bạn kiếm được là 6% một ngày trên sàn CoinVD từ cái việc chơi game kiếm tiền ở trên đây ha. Và chúc các bạn gặp được nhiều may mắn cũng như là nhận được nhiều phần thưởng từ cái chương trình quà tặng trong tháng 3 và kiếm được nhiều lệnh win trên sàn CoinVD ha các bạn.